Hồng Nhung, phận hồng nhan định sẵn, cứ mãi phải chuân chuyên. Hồng Nhung sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970 tại Hà Nội. Tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, tên thân mật là Bống. Cô là một nữ ca sĩ người Việt Nam, từng giành được 8 đề cử cho giải Cống Hiến. Cô đã thành công trong việc đổi mới nhạc Trịnh từ những năm đầu thập niên 90. Hồng Nhung là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn và được công nhận là một trong tứ đại diva của Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Hồng Nhung được công chúng biết đến khi tuổi đời còn trẻ, gây ấn tượng với một giọng hát đầy nội lực mà tinh tế, sáng và vang. Cô chịu ảnh hưởng lớn từ Sinéad O'Connor và Whitney Houston. Hồng Nhung cũng là một nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều chiến dịch như trở thành đại biểu của Việt Nam lên tiếng về vấn đề bảo vệ loài tê giác, gấu, tham gia dự án âm nhạc chống nạn ấu dâm, các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, cô cũng nổi tiếng về sự thông minh, khéo léo trong giao tiếp cũng như cách làm việc của mình. Nhắc đến Hồng Nhung, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô bống xinh đẹp, dịu dàng và luôn có một cuộc sống như mắt nhìn là ung dung và an nhiên đến kỳ lạ. Kể cả lúc tuyên bố ly hôn cũng không hề có sự đao to búa lớn nào, thay vào đó là những dòng chữ kể về niềm hạnh phúc khi được làm mẹ cũng như ước vọng hướng đến các con với điều thiện, nhận biết và trân trọng cái đẹp quanh mình với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên. Một Hồng Nhung mạnh mẽ là thế, xem sóng gió như một thức gia vị trong đời, chứ chưa bao giờ khiến bản thân quăng quật trong khổ đau hôm qua đã ngã xuống vì kiệt sức. Xung quanh đó là râm ran những tin đồn về việc gia đình cô bống tan vỡ vì người thứ ba. Dù Kevin Greenmore đã lên tiếng đính chính, nhưng những hồ nghi chưa thể tan đi. Nhưng hơn cả việc đó, công chúng xót xa cho Hồng Nhung khi thấy cô yếu ớt nằm trên giường bệnh. Có một sự nghiệp thành công và tinh thần lạc quan với cuộc đời, nhưng phía sau đó là bao nhiêu nước mắt, đơn độc thì chưa từng có một ai có thể thấu hiểu. Tuổi thơ lạnh lẽo với mất mát gia đình. Bố mẹ Hồng Nhung ly hôn từ khi cô mới chỉ lên 2, không được ở gần mẹ từ bé, nên dù được bố yêu thương, nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn cô gái nhỏ vẫn khó tránh khỏi cảm giác không trọn vẹn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, cuộc sống của tôi không được gần mẹ, thiếu thốn tình cảm, con gái lớn lên bị kinh nguyệt, không ai bảo, cũng tủi thân lắm, lớn lên không có mẹ, những chăm sóc kỹ lưỡng không có, bố yêu mình nhưng không thể chăm con như mẹ được, răng của mình hỏng rồi, lẽ ra nhổ đi, chẳng ai nhổ cho nên mọc lung tung, tí tóe như thế. Sự ra đi của bà nội càng khiến nỗi buồn trong nữ ca sĩ lớn thêm, thời gian này điều duy nhất mang lại an ủi cho cô bống chính là được đi bộ từ số 11 Điện Biên Phủ đến Cung Văn hóa Thiếu Nhi, một tuần đi bộ 3 lần để học hát. Sau này được tập huấn đi hát, đó là nguồn vui duy nhất của tôi. Thời niên thiếu của bạn có gì? Riêng Hồng Nhung, khoảng ký ức đó trống vắng tình cảm gia đình, chỉ có một mình và những ca khúc thắp lên ngọn lửa hạnh phúc duy nhất suốt thời niên thiếu. Có một tuổi thơ thiếu vắng tình cảm, nhưng Hồng Nhung chưa bao giờ để lòng oán trách. Cô xem mọi thứ nhẹ nhàng như nó phải diễn ra như thế, chứ cuộc đời ai lại muốn những chia ly. Giờ cô hạnh phúc với niềm vui làm mẹ, tự tay chăm sóc những thiên thần nhỏ của mình theo cái cách mà cô từng mong muốn mình được yêu thương. Nhắc về những mất mát, cô bống hóm hình. Mỗi một chuyện xảy ra đều có hoàn cảnh nhất định. Ai cũng thiệt, mình thiếu tình mẹ, nhưng mẹ cũng thiệt, không được ở với con gái vừa dễ thương vừa hát hay thế. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ trong im lặng. Hồng Nhung là người kín tiếng, dù là một diva hàng đầu Việt Nam, nhưng cô vẫn khéo léo giữ lại vùng an toàn cho cuộc sống riêng của mình. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, những tưởng sẽ được nâng niu và cuộc đời ắt hẳn phải đền đáp lại sau tuổi thơ nhiều mất mát. Nhưng không, mãi sau này khi mẹ ruột chia sẻ, công chúng mới biết được câu chuyện này. Chồng cũ của Nhung là chuyên gia, nhưng vì Nhung đi biểu diễn nhiều, chưa muốn có con. Chồng Nhung có lẽ không làm nghệ thuật nên không thông cảm được, sinh ghen mà là ghen với chính sự nghiệp của Nhung. Không lâu sau, hai đứa nó chia tay, cũng chỉ được 2 năm như tôi. Thời điểm đứng trên vinh quang, mỗi ngày đều sống trong tình yêu của người hâm mộ và những lời tán dương không ngớt. Nhưng một hạnh phúc cho riêng mình lại không thể nắm giữ được, còn ngang trái nào hơn. Ngày ly hôn, cô cũng chẳng báo với mẹ ruột, cứ thế làm theo đúng những điều số mệnh đã an bài, chẳng níu giữ
cũng không khổ đau vật vã. Mất đi người đàn ông ấy, trong lòng có bao nhiêu đớn đau, chỉ cô bỗng hiểu rõ. Nhưng chưa bao giờ vì thế mà cô quay lưng lại với khán giả hay rời bỏ người tình thủy chung suốt bao năm cận kề của mình. Đó là âm nhạc. Sau đổ vỡ, Hồng Nhung cho biết bản thân có cho mình sự mạnh mẽ và lý trí cần thiết. Cô cũng dần trở nên đảm đang hơn. Nữ ca sĩ nhận ra việc xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cũng mang lại cho cô những niềm vui và sự tự hào riêng, không kém cạnh với việc tạo dựng sự nghiệp âm nhạc huy hoàng như cô đã từng. Hồng Nhan phải định sẵn chuân chuyên. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, công chúng lại một lần nữa vui mừng khi cô bỗng tìm được bến đỗ thứ hai của đời mình. Với hai thiên thần nhỏ lần lượt ra đời, không còn quá kín tiếng như trước, Hồng Nhung say sưa và thoải mái hơn khi nói về hạnh phúc nhỏ của mình. Đó có lẽ là khoảng thời gian khán giả yên lòng nhất khi nghĩ về Hồng Nhung, bởi đã chót mến mộ giọng hát này, ai cũng sẽ mong muốn có một người thật sự nâng niu và yêu thương cô thật tâm. Kevin không ghen với sự nghiệp của vợ, anh chia sẻ: âm nhạc của cô ấy đã nhận được nhiều lời khen tặng. Với tôi, công việc của cô ấy luôn rất đáng trân trọng. Không dừng lại ở đó, hình ảnh anh chăm sóc các con hay lặng lẽ bóp vai cho Hồng Nhung sau hậu trường ân cần từng khiến bao người ngưỡng mộ. Bình dị thế thôi, nhưng đâu dễ dàng mà có được. Hạnh phúc bình lặng ấy những tưởng sẽ ở lại bên đời cô bóng mãi mãi, nhưng rồi sau 8 năm gắn bó, lại một lần nữa xa khuất như cánh chim trời. Hồng Nhung mạnh mẽ tuyên bố cùng mọi người, khi khán giả bàng hoàng, cô lại bình thản đến lạ. Vì sao vậy? Cũng chẳng ai còn mảy may bất ngờ, bởi họ quen rồi với sự mạnh mẽ đến đáng sợ của cô. Từ trước cái ngày thông tin chính thức được công khai, hôn nhân của nữ ca sĩ đã trục trặc, nhưng có một ai được biết. Hồng Nhung vẫn thế, tận tụy với sự nghiệp, ân cần chăm sóc gia đình, yêu kiều tha thướt trong từng lời ca tiếng hát. Có đau đớn đến tận cùng, cũng chỉ một mình cô được biết. Người ta thường nói, nỗi đau cất lên thành tiếng thường qua mau, chính những người ôm ấp lấy nó trong lòng mới thật sự khó lòng xoa dịu. Hồng Nhung kiệt sức rồi, cô ấy rồi sẽ khỏe lại, nhưng vết thương của những đổ vỡ khi nào sẽ thật sự liền ra? Khán giả vẫn yêu cô, mong muốn được nhìn thấy cô trên sân khấu, xót xa khi thấy cô yếu ớt trên giường bệnh, tự hỏi Hồng Nhan có nhất định phải mãi mang kiếp chuân chuyên. Thôi thì chỉ mong Hồng Nhung mau hồi phục, vui tươi bên tôm và tép. Như thế thôi, cô cứ sống an nhiên đi. Hạnh phúc rồi một ngày sẽ lại tìm đến bên đời thôi.